Chọn hai màu len mà bạn thích. Chọn một cuộn để móc trước. Túi này sẽ có chiều rộng là 21 mũi bính. Ta móc 21 mũi bính. Nếu muốn túi rộng hơn thì chỉ cần tăng số bính. Sau khi xong ta móc thêm 3 bính. Lấy len móc vào mỗi chân bính, một mũi kép đơn. Ta móc vào một bên của mũi bính ta có 21 mũi kép đơn. Với bên còn lại móc tương tự. 21 mũi kép đơn. Phần len thừa ta kẹp theo để giấu đi. ở mũi móc của ta đổi màu len. Dùng cuộn len còn lại tiếp tục. Kéo sợi len trắng qua lần lấy len thứ hai của mũi kép đơn. Sợi len xanh ta sẽ để bên trong. Sau đó móc một mũi rời để kết hàng. Kéo chặt. Lên ba bính để móc hàng tiếp theo mặt mà chúng ta nhìn thấy sẽ là mặt phải của túi. Bên trong là mặt trái. Móc hàng tiếp theo, mỗi chân móc một mũi kép đơn. Ta cột sợi len trắng thừa vào sợi xanh. Ta sẽ đổi màu len ở mũi móc cuối. Lấy sợi len xanh kéo qua để đổi màu. Để sợi trắng vào bên trong. Đổi len và móc một mũi rời. Sau đó lên ba bính và móc hàng tiếp theo. Mỗi chân móc một mũi kép đơn. Tương tự ta đổi màu len ở mũi cuối của hàng. Móc một mũi rời len ba bính để len hàng. Đổi màu len và tăng hàng đến độ dài bạn muốn. Ở đây mình móc tất cả 12 hàng. Lên một bính để móc phần viền. Ta sẽ móc vào tép ngoài của chân móc. Ở chân móc số 1 móc 1 mũi đơn. Một mũi nửa kép một mũi kép đơn. Ở chân móc số 2 móc 1 mũi kép đơn. Một mũi nửa kép vào một mũi đơn. Làm tương tự với các chân móc còn lại. dư một chân móc cuối ta móc thêm một mũi đơn sau đó móc một mũi rời vào mũi đầu tiên để kết hàng đây sẽ là mặt trong của túi xong rồi ta cắt đi phần len thừa Rút len và giấu sợi len đi. cột hai sợi lại với nhau và giấu phần thừa phần túi xong ta móc phần dây rút lấy len cùng màu với túi móc hai sợi mỗi sợi dài 90 bính có thể móc ngắn hoặc dài hơn tùy ý thích. Tiếp theo ta sẽ luồn vào túi. Luồn vào từ bên hông của túi. Căn chỉnh cho túi cân đối và bắt đầu. Luồn dây xanh trước. Xỏ dây từ ngoài vào trong. bỏ qua hai mũi móc rồi xỏ ra ngoài rồi lại bỏ qua hai mũi móc và xỏ vào trong làm tương tự cho đến hết sau một giây dây thứ hai ta xỏ từ bên còn lại Sỏ từ ngoài vào trong. Và ngược với dây xanh. Nếu dây xanh bên trong thì trắng bên ngoài. Và ngược lại. Sỏ đến khi hết vòng. vậy là xong giờ thì thử rút lại để chắc chắn dây không tuột ra thì có thể gút hai đầu dây lại vậy là đã hoàn thành chiếc túi dây rút nhỏ